Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là ông Lê Anh Tú với cái pháp danh Thích Minh Tuệ đó thì đã chính thức dừng đi bộ khất thực kể từ sáng hôm nay 18 tháng 11 năm 2024. Có thể nói đây là một cái tin vui trong cái hiện tượng Thích Minh Tuệ, thưa quý vị. Và đặc biệt là trong cái thời gian khoảng gần là nửa tháng này đó. Diễn đàn một lần nữa thì hoàn toàn ủng hộ cái việc làm này của ông Lê Anh Tú. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên diễn đàn hoan nghênh ông Lê Anh Tú dừng bộ hành khất thực là vào tháng 6 năm nay. Và khi đó thì diễn đàn cho rằng đó, thì ông Tú đã giải được cái nghiệp chướng cho mình. Tuy nhiên thì 5 tháng sau thì ông lại về Gia Lai để mà khất thực. Và ông ấy gần như là chịu cái sự quản lý sắp đặt rồi bảo vệ của các công ty Phát Tâm Thiền Định Tuệ. Đó là cái công ty người nhà của ông. Và thưa quý vị, thì ngay lập tức nghiệp xấu lại bủa vây ông. Và cái nghiệp xấu lần này đó thì còn nặng nề hơn lần trước. Người ta cảm nhận rằng những cái cuộc bộ hành khất thực của ông lần này nó không còn tự nhiên như lần trước nữa. Người ta nhìn thấy một hình ảnh Lê Anh Tú, tức là Thích Minh Tuệ đó, thưa quý vị, diễn như là một cái diễn viên thông qua nhiều cái góc quay, chứ không còn là dáng dấp của cái người buông bỏ hành tu theo lời Phật dạy. Hay người ta cũng nhìn thấy một Lê Anh Tú với những cái trang phục sặc sỡ hơn, lạ lẫm hơn. Cũng từ đó mà đã tạo ra trong đời sống xã hội và trên không gian mạng những cái hình ảnh, những lời nói không hay và những cái câu chuyện cũng rất là phản cảm, thưa quý vị. Người ta truyền tai nhau những cái câu chuyện nghe như bịa. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện vào cốc của ông Minh Tuệ rồi hốt đất, thậm chí là đất rất bẩn đem về nhà để trên bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông bà đó. Phản cảm, thưa quý vị. Rồi nào là cái chuyện những cái người lớn tuổi đó, bằng tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi ông, tuổi bà, quỳ vái lại ông Minh Tuệ như là một cái vị Phật sống. Tôi cho rằng đây là những cái hình ảnh rất là phản cảm và có một cái gì đó nó tội lỗi, rất tội lỗi, thưa quý vị. Rồi có người còn đảnh lễ cho ông Minh Tuệ để mà cầu chữa được bệnh. Rồi có những cái câu chuyện lợi dụng ông Minh Tuệ để lừa đảo, để trục lợi. Thưa quý vị, cái chuyện lừa đảo trục lợi này đó thì không phải bây giờ mới xảy ra, mà nó đã xảy ra từ tháng 7 năm nay, khi mà một phụ nữ Việt Kiều ở Úc đó, bị một người phụ nữ lợi dụng cái danh tính của ông Minh Tuệ để rồi lừa gạt, để chiếm đoạt của cái bà Việt Kiều Úc này là 250 triệu đồng. Nên là hay như cái câu chuyện xảy ra ở An Giang, khi mà người ta đăng tải các video sai sự thật về cái việc xuất hiện một cái tảng đá rồi có hình người rồi giống như là cái hình của ông Minh Tuệ. Và từ đó cho nên là gây hoang mang cho dư luận. Thế đó là trong cái đời sống xã hội. Còn trên cõi mạng thì sao? Thưa quý vị, trên cõi mạng thì người ta chửi nhau rất là thậm tệ. Ai mà không ủng hộ cho ông Minh Tuệ thì đều trở thành nạn nhân của những cái kẻ côn đồ bàn phím và bạo lực ngôn từ, thưa quý vị. Diễn đàn 26 cho rằng đó, tất cả những thứ đó là cái nghiệp xấu. Thế có người giải thích rằng đó, nghiệp xấu là hậu quả do cái tội ác của kiếp trước gây ra. Cái điều này thì thưa quý vị, điều này thì có vẻ như nó không sai.
Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó không còn phù hợp như bây giờ nữa, ở cái thời điểm, ở cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì là cũng có người ta giải thích rằng là người ta nói rằng nếu như mà nói rằng là kiếp trước gây ra đó thì nó có vẻ nó xa vời, nó huyễn hoặc. Và người ta nói rằng là cái chuẩn xác nhất thì nghiệp xấu là kết quả của các cái hành động và sự kiện mà con người tạo ra trong hiện tại. Những cái nghiệp xấu của ông Lê Anh Tú đó là do đâu ạ? Nó là do hiệu ứng đám đông. Rồi ai tạo ra? Là do truyền thông tạo ra. Mà tạo ra như thế nào? Mê tín hóa này, thần thánh hóa này, Phật sống hóa này, và không ai khác, chính nó đã cản trở cái con đường tu học của ông. Nó cản trở. Thưa quý vị, gặp phải nghiệp xấu thì phải làm sao ạ? Thì phải giải nghiệp, hóa giải. Mà muốn hóa giải cho hết nghiệp xấu đó thì trí tuệ phải thông suốt. Rồi gì nữa? Rồi tinh thần phải kiên định, thái độ phải dứt khoát. Trong cái nghiệp xấu của ông Lê Anh Tú, người thưa quý vị, nếu như mà không có quyết đoán, không có dứt khoát thì không có giải nghiệp, giải được cái nghiệp xấu, thì không giải được nghiệp xấu. Cho nên diễn đàn hoàn toàn ủng hộ ông Lê Anh Tú về cái chuyện này dừng khất thực như ông đã thông báo. Và sáng hôm nay là 18 tháng 11 thì ông đã thực hiện cái việc dừng khất thực của mình. Kính thưa quý vị, diễn đàn thì rất là vui. Lần đầu tiên đó, ông Lê Anh Tú nhận thức rõ cái nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì trong cái thông báo của ông đã nói đến cái hành vi của ông đã làm ảnh hưởng đến đảng, nhà nước. Rồi ông cũng xác định rằng là pháp tu hạnh Đầu Đà của ông đã bị lợi dụng. Thưa quý vị, nhận thức như vậy là là tốt rồi, có phải không ạ? Rồi ông cũng nhận thức được rằng đó, hạnh tu của ông là tác nhân gây mất trật tự an toàn xã hội, mất trật tự an toàn giao thông khi mà có quá đông người tụ tập. Rồi ông cũng cho rằng mình phải có cái nghĩa vụ chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tôn trọng lợi ích công cộng. Thưa quý vị, cả làng chỉ có con đường để phục vụ cái việc đi lại cho bà con ở trong vùng. Nhưng ngày nào thì cũng tập trung đông người trên cái con đường đó. Nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, đến quy tắc sinh hoạt cộng đồng, làm tổn hại đến cái lợi ích xã hội của người dân nơi đây. Thế từ cái nhận thức bổn phận của công dân đó, xác định được cái nguyên nhân nghiệp xấu tạo ra từ đâu, thì cái việc hóa giải nghiệp xấu bằng cái giải pháp thì dừng cái việc đi bộ khất thực thì đó là cái giải pháp duy nhất đúng đắn cho đến giờ phút này. Tuy nhiên thì trong diễn đàn 26 thì diễn đàn cũng xin phép nói thẳng rằng đó, cái việc dừng khất thực cũng chỉ mới có đạt được 60% hiệu quả mà thôi. Muốn hiệu quả 100% đó thì ông Lê Anh Tú phải dứt khoát tách mình ra khỏi cái cuộc sống ảo mà những người khác đã kéo ông vào. Diễn đàn 26 đã khuyên rằng, trong cái chương trình trước đó thưa quý vị, thì diễn đàn 26 khuyên rằng nếu ông Tú thật tâm buông bỏ này, không có tham sân si này, nhất là tham danh, thì không chỉ ông phải chỉ dứt khoát từ ẩn tu mà còn phải dứt khoát không để hình ảnh của mình trên bất cứ một cái kênh thông tin nào tính từ ngày ông quyết định dừng khất thực.
Cho dù đó là cái kênh thông tin chính thống hay là kênh thông tin của gia đình. Bởi nếu như mà ông còn chấp nhận đưa hình ảnh của mình lên trên bất kỳ cái hệ thống truyền thông nào đó, thì chắc chắn ông sẽ không diệt được tham danh. Và người đời sẽ gọi ông là kẻ háo danh. Cái này thì nó còn tệ hơn cả tham tiền nữa thưa quý vị. Và chắc chắn rằng cái con đường tu học của ông sẽ khó mà đi đến đích. Chứ đừng có nói gì đến cái việc tu tập. Nếu ông lên tu mà không dứt khoát á, không triệt để giấu kín cái hình ảnh của mình á, thì chắc chắn ông vẫn còn bị lợi dụng. Và cái nghiệp xấu sẽ mãi theo ông trong suốt cái hành trình học tu và tu tập. Thưa quý vị, tiếc làm gì những cái hình ảnh không có thật bị méo mó trong cái thời gian vừa rồi so với là hình ảnh của bậc chân tu đúng không ạ? Rồi tiếc làm gì những lời ngợi ca mà theo diễn đàn 26 thì nó quá xa vời với thực tại đúng không? Nó ảo cả thôi, cho nên đừng có tiếc. Diễn đàn 26 thực lòng góp ý như vậy và xin chúc cho thân của ông được an, tâm của ông được tịnh, đường tu học thì hanh thông và thành tựu thì sớm như nguyện vọng. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.